Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Trong tập lần này, mình sẽ mời các bạn theo dõi quy trình đóng gói hoàn chỉnh organ và piano điện sẽ như thế nào trước khi đem đi vận chuyển tới đại lý. Nào, xem video clip thôi. Lúc này đàn đang được chất đầy sẵn hàng để đem đến khách hàng và đại lý nhanh chóng. Đàn Cas 1 đang được hai bạn mang từ từ ra sảnh với organ K150 và K250 được lấy ra từ trước nhằm chuẩn bị hàng ngày hôm nay đi đến đại lý. Đây là toàn bộ 3 cái đàn đến từ nhà Kidman. Khám phá quà tặng siêu hấp dẫn khi bạn đến với showroom Minh Phụng Music thôi. Khi mua piano điện Cas 1, quà của bạn sẽ là một ghế piano đen cao cấp tạo sự thoải mái nhất khi chơi piano. Còn với đàn organ Kidman, quà tặng sẽ là chân đàn và bao đàn. Riêng K250 sẽ được tặng thêm một pedal tiến hành bọc đàn trước mỗi chuyến đi thôi nào. Vì organ Kidman có khối lượng nhẹ nên K150 và K250 sẽ được quấn chung với nhau. Nylon sẽ giúp bảo vệ toàn bộ phụ kiện bên trong đàn, giúp đàn tránh va đập rách thùng và không bị ẩm ướt do trời mưa. Hiện tại hai mẫu organ này được đánh giá rất cao và nhận được sự tin tưởng của phụ huynh và trung tâm dạy nhạc. Vì vậy anh em khi cần thông tin của hai cái organ trên hãy truy cập vào YouTube của Minh Phụng Music. Bên mình đã làm video unbox và overview một cách đầy đủ nhất. Tiếp tục với piano Cas 1 thôi, đàn cũng được quấn tương tự như K150 và K250. Nylon sẽ được quấn thành nhiều lớp cẩn thận và tỉ mỉ đến kín thùng giúp đàn không bị ẩm ướt. Đàn Kidman K150 thuộc phân khúc tầm trung, rất phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc làm quen với organ. Trang bị nhiều chức năng tiện lợi giúp cho các tác phẩm của bạn trở nên sinh động và thú vị. Khi đã nói đến K150 thì bạn đừng bỏ lỡ K250 nhé. Âm thanh của organ Kidman K250 dày dặn, trầm ấm và thật hơn những sản phẩm khác cùng phân khúc lẫn tầm giá. Nhiều pianist có tiếng review khuyên dùng model này cho những người muốn nâng cao kỹ năng chơi organ, nhưng giá tiền lại phù hợp với đại đa số người chơi. Đặc biệt Kidman K250 được bổ sung bộ sampler hấp dẫn cũng là một trong những lý do mà các bạn không nên bỏ qua. Cuối cùng là piano điện Kidman Cas 1, một lựa chọn phù hợp với những người mới bắt đầu làm quen piano. Thiết kế kiểu dáng nắp bật hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian. Đàn Kidman Cas 1 được tích hợp nhiều tính năng nổi bật, đa dạng với mọi đối tượng người chơi. Được phục vụ khách hàng là niềm vui của team, nên chính sách bảo hành cũng là một trong những quyền lợi hấp dẫn mà Minh Phụng Music dành cho bạn. Tất cả các sản phẩm đàn từ thương hiệu Kidman đều được một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Còn thời gian bảo hành sẽ khác nhau với từng model nhé. Đối với piano điện Cas 1 và organ K250 sẽ là 24 tháng, và organ Kidman K150 sẽ là 12 tháng. Buổi chuẩn bị hàng đã xong. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.